này mà làm luôn. Không, chỉ cần sơn một chút ở cái góc bên, cái góc nhỏ á, cái chỗ mà nó dơ thì do cái áo của em nó ướt, nó rớt xuống làm mục cái cửa là được rồi. Cái chỗ một cái cửa, tại vì em treo cái áo ướt cái mùa nóng á, mùa hè nó quá nóng, em treo cái áo ướt cho nó ẩm á, làm một cái cửa nè.